Xin chào các em đến với Zen Master. Thì trong bài học ngày hôm nay thầy hướng dẫn các em cài đặt thằng Kafka cluster với thằng Docker. Thay vì chúng ta triển khai bằng tay bằng cách có lệnh thì nó khá là chậm. Thì chúng ta có thể sử dụng thằng Docker engine này để chúng ta triển khai mọi thứ khá là nhanh với những lệnh Docker đơn giản. Thì để cụ thể hơn, thầy sẽ cùng với các em đi vào trong uh, bài học. Thì trong khóa học Microsoft với thằng Kafka, thầy có public code trên cái thằng GitHub gạch chéo Zen Master gạch ngang io cách trèo public thì các em thể vào đây các em lấy cái thằng docker compose thì và đây là file hướng dẫn chạy thì thầy sẽ nói qua về cái file docker compose này và cách chạy như thế nào thì đây là nội dung của file docker compose để chúng ta chạy thằng kafka cluster thì các em nếu mà chưa biết phải docker là gì hay là cách cài đặt thì các em xem lại bài docker là gì trên youtube của thầy cũng như là cách cài đặt docker trên môi trường windows hay mac thì trong cái file docker compose này thầy sẽ có các service như sau đầu tiên là zookeeper thì thầy sẽ sử dụng image của thằng Confluent INC gạch chéo CP gạch ngang thì thầy sử dụng image của thằng này một số biến môi trường ở đây thì cổng này sẽ chạy là 2181 và thầy public ra bên ngoài nên máy host của mình cũng là 2181 luôn tức là trùng cổng tương tự như khi chúng ta chạy trên thằng máy local server cái tick time này để là 2000 ms nghĩa là cái thời gian để nó kiểm tra lại cái những con Kafka broker server xem là còn sống hay đã chết thì cái này mình đặt là 2000 nghìn giây tương tự bên dưới thầy sẽ có con cấp ca gạch ngang một tức là con cấp thứ nhất thì thầy cũng sử dụng image của thằng Comlin tương tự bên trên đây đây là cp gạch ngang cấp ca thì nó sẽ phụ thuộc vào thằng Zucuper tức là mình sẽ chạy thằng Zucuper trước tương tự như thầy hướng dẫn các em cách chạy bằng tay trên thằng uh, Windows cổng ở đây con này sẽ là 9092 và bên dưới này id của nó là một cái kết nối với Zucuper đây super hai chấm 2181 Super này chính là tên của service bên trên cổng là 2181 đây như vậy mình sẽ khởi chạy thằng Kafka Broker Server này và kết nối với thằng Zookeeper ở cổng 2181 Ngoài ra thầy có một số biến môi trường như là Kafka Thotai Listener để là Plaintech 2 2 gạch chéo localhost 9092 Đây là cái địa chỉ mà mình sẽ public cái con Kafka Broker này ra bên ngoài để mọi người kết nối đến Plaintext ở đây nghĩa là cái giao thức để sử dụng kết nối Ở đây giao thức nghĩa là giao thức không cần mã hóa, mình chạy local mình chỉ cần thế thôi Tiếp theo là cấp listener Security protocol Map thì cái này là cái giao thức cái nó bảo mật thì mình cũng để là plain hết. Cấp ca Inter Broker Listener Name là tên của giao thức ở đây thầy để là plain text. Nghĩa là để kết nối với các broker với nhau tương tác dữ liệu thì thầy để là plain thôi. Cấp cao offset topic replication factor thầy để là một tức là chỉ có một bản sao của cái chỉ số offset của thằng topic các trong đó thầy để là một bản sao Tương tự như vậy nếu chúng ta cần deploy thêm con cấp ca khác thì đặt một cấp ca gạch ngang 2. Ở bên dưới này em thấy là thầy chạy cổng 9093. Chỗ này ID của nó mình sẽ đặt là 2. Và chỗ này em thấy localhost 2.9093 đây. Tương tự như vậy thầy sẽ tạo một con broker thứ ba Đây là cấp ca gạch ngang 3. Và tương tự cổng là 9094. Chỗ này là ID bằng 3. Và dưới này sẽ là localhost 9094 đây. Sau đó cần chỉ việc là gõ lệnh Docker Compose để chúng ta khởi chạy những con... Zookeeper và bà con Kafka Broker này. Đấy sẽ click chuột phải ở đây. Chọn là mở bằng CMD chính là terminal đấy. Thì trong này mình sẽ có lệnh Docker, các em nhớ là bật cái thằng Docker engine lên trước. Docker compose up trừ d trừ build. Đấy. Và chúng ta đợi để nó build image và nó khởi chạy. Ở đây thấy build image rồi nên nó khá là nhanh. Thì các em vào đằng Docker desktop các em sẽ thấy là con Zookeeper, con Kafka 1, Kafka 2, Kafka 3 đã được khởi chạy thành công đây rồi và các em có thể test thử chúng ta có thể sử dụng phần mềm để chúng ta kết nối vào có thể cầm bấm vào xem lốc thì các em thấy là đã thành công đây tất cả mọi thứ thành công rồi ở đây thầy sẽ sử dụng phần mềm set explorer để thầy kết nối thử thì có thể cầm click chuột phải cầm chọn là connect cầm thấy connect thành công đây và các con broker như vậy thầy đã deploy thành công ba con này như vậy thông qua bài học này các em thấy là triển khai thằng Kafka cluster với docker engine khá là nhanh các em có thể vận dụng nó để chúng ta triển khai lên server ở bài học tiếp theo.